bạn. À, theo yêu cầu của nhiều bạn, hôm nay mình sẽ review lẩu ăn liền nè bạn ơi. À, người gửi cái lẩu này cho mình là ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Đây mình sẽ hôi ra thử coi lẩu này nó như thế nào nha. Tình hình là cái món lẩu ăn liền này là có khá là nhiều người đã review rồi, và có khá là nhiều người trên TikTok cũng đã quay video ăn thử rồi. Nhưng mà mình muốn mua về mình trải nghiệm. Dù người ta làm rồi thì kệ người ta, mình ăn thì mình trải nghiệm bản thân của mình thôi. Các bạn hiểu của mình, ý mình nói không? Tức là mình review theo cách của mình nha. Nói chung là hôm nay là mình dẫn mấy con cu ra bờ sông review ăn thử cái lẩu tự sôi này nha. Đây mình sẽ hôi ra. Đây lẩu gấu trúc. Một cái lẩu này hình như là 115 hay là 130 gì đó bạn. Nói chung là từ 100 đến 150 nha. Hai loại nè, mua hai loại. Để mình coi tên sản phẩm. À, chúng ta gồm có là lẩu Hàn Quốc và lẩu chai Tứ Xuyên nha các bạn. Nói chung là mấy cái sản phẩm này là của Trung Quốc, nhưng mà tên nó là lẩu Hàn Quốc và lẩu chai Tứ Xuyên. Mình sẽ thử hai cái món lẩu này nha. Hôi ra thử coi. Đây nhìn cái hình này là biết đây là lẩu lẩu cay Hàn Quốc nha các bạn. Còn hình con gốc trúc bên đây là lẩu cay Tứ Xuyên nha. À, cái lẩu Hàn Quốc thì nó bự hơn lẩu cay Tứ Xuyên các bạn ơi, cái hộp chà bá luôn. Không biết sao khui luôn ta. Đây. Khui ra. Chúng ta sẽ có một cái đôi đũa tre, túi đồ ăn, nguyên liệu gì các kiểu nè, kim chi rồi nè, gói gia vị. What the hell gì tùm lum hết nè. À, hình như mấy cái này là gói gia vị nữa bạn. Còn cái gói này là cái gói để dành mình chế nước vào và nó sẽ sôi á. Mình sẽ hôi ra luôn nha. Ở đây chắc là quá chắc không trong đây nè. Đó, mình sẽ để ở dưới. Để như vậy nè. Sau đó mình sẽ bỏ cái nồi lẩu mình lên như vậy nè. Cho hết nguyên liệu vào. Cái này là cá viên rồi tôm gì nè mấy bạn ơi. Đó, cá viên và tôm. Còn đây chắc là bánh gạo các bạn, top bút kỳ nè. Tại lẩu này là lẩu cay Hàn Quốc mà. Rồi cái này là cái gói hút ẩm hay là chắc bảo quản gì đó, không ăn được nha. Bỏ qua. Còn này là chắc là kim chi quá, hôi thử coi. Kim chi mà đóng bịch luôn rồi mới ghê á. Còn đây là mình nghĩ đây là gói ớt nha. Gói sợ tới quá. Thử coi. Cũng bóc. Gói sợ tới, ớt nè. Còn ở đây mình nghĩ là mì quá hả. Thử coi, không phải luôn. À, giống con bỉ quá hả. Mình xé nha, đổ ra luôn nè. Con biển rồi gì tùm lum hết hả. Măng hoang, con biển rồi hả, nấm mèo rồi hả. Bỏ tay luôn. Đó, nó như vậy mấy bạn. Mình sẽ đổ nước vào. Nói chung là cái này giống như chúng ta đi dã ngoại, cái mình đem thêm một cái nồi lẩu, cái hộp lẩu như vậy với lại một chai nước là có thể ăn được rồi. Mình chỉ cần chế nước vào. Chế nước vào cái nồi lẩu của mình nè. Nghĩ là không cần chế nhiều lắm. Đó, mình trộn lên. Chế nước đủ ăn thôi quá. Đi nữa. Rồi. Mình phải chế nước vào trong cái gói màu trắng ở dưới đây để bạn cho nó sôi nha. Nó đang phù. Nó phù đúng bể luôn kìa. Rồi, sôi thiệt kìa. Phải. Phải, hiền nước. Tại nóng hỏi luôn á. Trời. Phỏng tay luôn các bạn. Nóng kinh khủng luôn á. Phải thiệt. Đó. Rồi ok.
Đậy đắp lại, đậy đắp lại. Phải thật, phải thật. Rồi đậy đắp lại, trời ra nó nóng lên là chín là mình sẽ ăn nha các bạn. Công nhận nóng ghê luôn các bạn ơi. Nóng mà phỏng tay luôn á. Mình sẽ bỏ đây. Rồi tiếp theo mình sẽ nấu cái nồi lẩu cay tứ xuyên nha. Rồi tiếp theo sẽ là lẩu cay tứ xuyên. Đây lẩu cay tứ xuyên là khá là đơn giản, mì bún gì nè. Mì nè. Rồi một gói gói hồi nãy. Gói nó dành cho nóng nè. Rồi mình sẽ bỏ mấy cái mì đồ vô trong đây. Lẩu cay tứ xuyên nha. Này là gì ta? Sợi mì hả? Này là sợi mì nè, sợi mì sắt hay sao nè. Rồi tiếp theo là gì? Mì lẩu cay tứ xuyên này khá là đơn giản các bạn. Coi có gì đây? Một măng, rồi măng tre, rồi củ sen, dưa gì các kiểu nè. Để chúng mình ăn mới biết chứ giờ nhìn không biết nó là gì nữa. Còn đây là gói bột gốc ớt, có gia vị. Nặng vô luôn. Ok, cho nước vào. Đó, nước vừa thôi, rồi chơi nước vào bên cái gói gì, cái gói quá chắc để dành đun sôi luôn, nó sẽ phù lên đó các bạn, phù lên, phù lên. Đó, nó đang phù lên, nó đang phù lên, nó phù lên là nó bốc ra hơi nóng, rất là nóng luôn các bạn, nóng mà phỏng tay luôn á. Đó, nó lời khói kìa, thấy lời khói chưa? Rồi thử cái ăn, đụng tay vô thử coi, xét vô. Ồ, nóng tay luôn đúng không? Phỏng thiệt luôn á, giỡn. Rồi đậy nắp lại. Rồi chờ nó sôi sục 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 trong đó kìa các bạn. Mình sẽ chờ cho nó nóng lên và ăn nha. Ở đây là nó có chỉ số nhiệt độ đó bạn, 120 độ C nha. Nói chung là nước này mình nghĩ là nó ra nước sôi luôn á. Quá dữ luôn. Bây giờ là khoảng 5-10 phút rồi đó các bạn. Mình sẽ khui ra thử nha. Trời nó nóng kìa. Trời ơi, bốc hơi nước luôn kìa. Vãi. Mềm hết rồi, mềm hết rồi. Trộn trộn đều lên, trộn đều lên. Nè cái sợi mì nó mềm luôn rồi nè. Được rồi, mềm ăn được rồi đó. Cái lẩu này là nó chỉ cho mình đôi đũa thôi nha bạn, một đôi đũa thôi nha các bạn. Nếu có ăn hai người thì nhớ đem theo đũa với lại đem theo muỗng nha. Mình có đem theo cái muỗng nè, đâu mượn muỗng coi. Hớp hiểu thử miếng nước nha. Cảm giác đầu tiên là nó rất là cay các bạn, cay nồng luôn á. Vừa ăn. Vừa. Nước là vừa ăn luôn á, nước là mình nghe là vừa ăn luôn. Mà đặc biệt là nó rất là cay nồng luôn. Không biết nó có thịt gì không ta, không thấy thịt gì hết à? Là rau không hả? Lẩu chay hả? Lẩu chay. Rồi, lẩu chay ăn ơn. Đây là sợi sợi mì nha. Chín rồi. Mì luôn rồi, rất là dai nữa. cay nồng đúng không? Nó hồng vô mũi đúng không? Nó không có để lại cái vị cay trong họng mình, nhưng mà nó nồng lên lỗ mũi của mình các bạn, nó gây sặc. Thử hả anh, sợ gì hả anh ăn làm ăn được mà, đồ Trung Quốc Trung Quyết gì quốc tốt. Để ăn thử coi cái màu đen này là gì nha. Giống con biển này, nó mèo hả? Con biển. Cái màu đen này con biển nè, con biển nó sao sợi lớn dữ hả? Đây là con biển nha các bạn. Lẩu chay chắc rồi, không biết thịt luôn á. Còn cái này là củ sen. Củ sen thì sực sực. Má ơi. Quá cay luôn. Nói chung là vừa ăn luôn nhưng mà nó hơi cay các bạn, cay nồng luôn á. Còn gì nữa không? Còn miếng một măng, một măng, một măng. Măng tre, cái này là măng tre nè. Thử coi. Đúng rồi, măng tre, măng mà măng gốc luôn, coi gốc tre luôn á. Nó mềm.
ăn dưới đồng, dưới đồng bờ quận gì. Quá gai. Ăn xong chắc đi xuống sông xong uống nước xong luôn, quá quên đem nước uống luôn rồi, chai nước cạn luôn rồi. Mốt là đem mấy bạn nhớ đem theo nước uống nha mấy bạn, bó tay thiệt. Cầu 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 ghét lưỡi luôn á. Trong thời gian chờ cái nồi lẩu ở dưới sôi mình ăn tém hết cái này luôn đi. Nói chung là sợi mì nó ăn rất là ngon luôn mấy bạn, lẩu chay và sợi mì rất là ngon nha. Còn cái màu màu đen mà nó túm túm là như vậy là cái này là nấm mèo nha. Bạn nào thử coi cái nấm mèo có tươi không. À, nấm mèo này nấm mèo khô và tươi gì. Nó dài dài sực sực, đúng nấm mèo luôn, rất ngon. Nói chung mình nghĩ là mấy cái món trong đây là tiền là toàn là đồ hạt á mấy bạn ơi, chứ không phải là đồ giả nha, đừng nói Trung Quốc làm đồ giả nha, cái này đồ hạt hết luôn á. Mì nó rất là dai, mì mềm nữa. Chỉ duy nhất là nó cay quá. Ăn nãy giờ là mình có cảm giác là cái môi của mình nó tê luôn các bạn. Nó không dạng như nó không có cay 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 hổ mà nó dạng rất nó cay tê tê cái đầu lưỡi đầu môi luôn á. Công nhận là cái bên lẩu Hàn Quốc này là lẩu cay Hàn Quốc này là nó rất là lâu sôi luôn các bạn. Mình chờ nãy giờ trời buổi tối luôn à. Mình thấy tteokbokki nó mềm luôn rồi nên ăn luôn nha. Nè. Nó không sôi nhưng mà tteokbokki nó mềm mà. Muốn khử cục tteokbokki nha. Quốc tteokbokki. Mẹ nó dai vậy hun vậy. Quốc. Ấm ấm rồi nè. Ấm rồi. Không biết nước thử nha. Nóng rồi. Nóng không? Y như cái lẩu kim chi vậy luôn á. Y như lẩu kim chi bữa anh nấu luôn á. Không hợp biết nước rồi. Nóng hỏi à. Chính rồi. À, lẩu này thì có cục cá nè, với lại một cục tôm. Bây giờ ba hàng mà có một cục tôm sao? Sẵn thử bẻ thử nổi không? Thôi để anh ăn anh review luôn nha. Sẵn hết nổi rồi. Mình đang thử cái cục đỏ đỏ này nha, không phải cục tôm nữa. Nó giả trứng. Cái giữa có cái miếng tầm đỏ nè. Thấy tầm đỏ không? Y chang ăn bánh trung thu. Ngon. Rồi cái kim chi này là cái kim chi lẩu anh bữa anh nấu rồi. Cái cục bọt mà nó giả trứng các bạn ăn rất là ngon luôn á. Phê. Vừa nghe mùi chả cá mà vừa nghe trứng ở giữa nó trồng đỏ trứng ở giữa nữa. Phê. Đúng ngon luôn á. Rồi Quốc thử miếng kim chi có chua không nha. Mẹ lúc kim chi luôn. Chua. Thế có mấy miếng cá gì nè, cái này là gì? Cá viên á. Có cục tàu hủ được phải không? Cục đen đen này nè. Thử coi dụng gì. Chả cá. Ta thử cục chả cá viên này coi. Cái lẩu Hàn Quốc này ăn ngon hơn các bạn. Rất là nhiều thứ ăn ngon luôn á. Có cái lẩu tứ xuyên là như lẩu chay gì á. Chỉ có mục măng, nấm mèo, củ sen với lại bún thôi à. Rất là đơn giản, còn cái lẩu này có nhiều món để ăn hơn nè. Mấy con cá viên này ăn đúng ngon luôn á. Có thử cũng có hình. Cái nước lẩu này ăn giúp y cái lẩu ở kim chi bữa mình nấu luôn các bạn. Rất là vừa ăn luôn á. Rồi đây rong biển rồi. Còn đây là tteokbokki. Rất là dai, nóng nữa. Đúng lẩu luôn á. Còn cái gì nữa không? Măng. Một măng nữa. Măng tre nè. Ngon. Đây có gì nữa? Hết rồi. Ồ. Không, anh ăn thử cục này đi. Cục này nè. Cục màu trắng này khác hả? Khác. À, cục trắng này nghi chắc chỉ cá viên thôi đúng rồi. Còn cái cục màu trắng mà nó có chấm chấm màu tím á là cá viên đậu đỏ. Đúng rồi. Cục màu trắng này ăn cái vị khác, cá ra khác nữa.
Nói chung là mình đánh giá là cái lẩu lẩu cay Hàn Quốc này ăn rất là ngon các bạn. Nó không có chay, còn bên kia chay quá, không có gì ăn hết. Rất ngon. Nên mình bỏ mì gói vô ăn được quá. Ừ. Bỏ mì gói vô được luôn á. Không, mà lẩu là lẩu topbooki nè, ăn chủ yếu là ăn topbooki. Nãy giờ ăn xong thì bây giờ mình sẽ đánh giá nha. Thôi Hạnh đánh giá trước thì sao Hạnh? Hai ngon. cái lẩu Hàn Quốc này ăn sao? Ngon hơn. Ngon hơn lẩu Tứ Xuyên. Còn cô ăn sao ăn? Cái này ngon hơn. Hàn Quốc ngon hơn luôn. Tứ Xuyên cay quá. Tứ Xuyên cay quá, đúng rồi. Nói chung là nãy giờ ăn á là cái lẩu Tứ Xuyên này nè các bạn, là nó y như lẩu cha vậy, nó chỉ có là sợi mì rồi bột mang nè, nấm mèo nè, rong biển với lại củ sen. Không có thịt thà gì hết, nói chung là y như một cái lẩu chay vậy. Và đặc biệt là nó rất là cay, mà cay nồng luôn các bạn, cay mức sặc ho luôn á. Còn cái lẩu Hàn Quốc này thì ăn là nó vừa có topbooki, nấm mèo, kim chi, rồi mục mang, chả cá nè, rồi chả tôm, rồi cá viên nữa, rồi cá viên đậu đỏ nữa. Nói chung là có rất là nhiều món để ăn, ăn rất là ngon. Mấy cái cá viên của nó ăn đều rất là ngon nha các bạn. Nói chung là mình đánh giá là cái lẩu Hàn Quốc này ăn là rất là ngon. Các bạn nào có mua thì qua thử nha. Nói chung là mình ăn ngon là mình nói ngon, dở nó dở nha. Nói chung là ăn rất là ok luôn. Cay ít nữa, còn lẩu Tứ Xuyên là dành cho người thích ăn cay thôi. Thật sự lẩu Tứ Xuyên rất là cay nha các bạn. Thôi vậy mình kết thúc video tại đây. Video hôm nay là review lẩu cay Hàn Quốc và lẩu cay Tứ Xuyên. Kết quả là ăn hai món thì dĩ nhiên là ăn mình thấy là ăn vẫn rất ok, nhưng hãy đánh giá là lẩu Hàn Quốc ăn ngon hơn. Mấy bạn xem hết video này, nếu hay thì hãy like và chia sẻ video giúp mình. Đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những clip khác. Tạm biệt các bạn. Đây cái lẩu cay Tứ Xuyên để các bạn thấy màng mỡ ớt của nó nè. Trời ơi toàn là ớt không. Đắng lòng rồi chứ. Còn cái con Hàn Quốc bên đây là nó chỉ cay ra khe của kim chi thôi. Chỉ có vài miếng ớt ở trên thôi. Thôi bạo hết luôn rồi về. Cái gói nó dành đun nấu nè các bạn, nãy giờ là khoảng nửa tiếng là nó bắt đầu nó hết nóng rồi. Đây, hết nóng luôn rồi, hết nghe nó bốc hơi nóng rồi. Nó sôi rất là ít nữa. Bây giờ nó cứ ngắt luôn á. Để mình cắt ở cái bên trong nó có gì nha. Hết nóng rồi. Thấy không, bốc được luôn nè, hết nóng rồi không. Đây, mình sẽ phẫu thuật nó luôn nha. Đây nó như cát vậy đó bạn. Hồi nãy nó cái bột nó rất là nhỏ mà nó phản ứng với nước cái nó ra như cát vậy nè. Đó bên trong nó như vậy các bạn. Để coi bóp thử nha. Măng quá nó nóng hổi mà nó như là cát trắng vậy luôn á. Chế nước vô rồi. Chế nước vô hả? Ok đây, chế nước vô thử coi. Nó tan biến rồi, nó hết, nó phản ứng rồi. Có con bên đây nãy giờ nó chưa đụng nước nè, nên nó vẫn còn sôi nè. Nó còn sôi dữ dội luôn mấy bạn, càng nhúng nó xuống nước nó càng sôi dữ dội. Thử con này ha. Con này nãy giờ nó nằm ở trên nè. Hình như màu đen là nó chưa phản ứng, còn màu trắng là nó phản ứng rồi nè, đó. Mình sẽ chế nước vô thử cái màu đen này nha. Đó nó sôi kìa không. Đụng thử Hình, nóng không Hình? Trời. Không, nó ấm à, nó không có nóng. Dạ. Nó ấm à. Ôi, nóng.